Kính chào các thầy cô giáo, xin chào các em học sinh thân mến. Cô rất vui được đồng hành với các em trong bài học hôm nay. Như chúng ta đã biết, đặc trưng của lịch sử là tính quá khứ, tính không lặp lại, tính logic. Do đó, để ghi nhớ, hiểu và có thể tái hiện các sự kiện lịch sử là điều không hề dễ dàng. Có rất nhiều phương pháp để học tập lịch sử hiệu quả và trong bài học này, cô sẽ giới thiệu với các em một kỹ thuật đó là sử dụng 6 câu hỏi 5W1H. Vậy, 5W1H là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Five W's. You can't tell a story without five W's. Who? A story needs a who, like a grandma or a dog or even you. What? A story needs a what, like a birthday party or the fish you caught. Where? The story needs a where, like your bedroom at the beach or over there. When? The story needs a when, like this morning or on Tuesday or back then. Oh, why? A story needs a why, like because you missed the bus or because they wanted to fly. Five W's. You can't tell a story without five W's. Hey everyone, I'm here for the song. Hello? Yoo-hoo! Where did everybody go? 5W1H là viết tắt của các từ khóa trong tiếng Anh, bao gồm What, sự kiện gì đã xảy ra? When, sự kiện lịch sử đã xảy ra vào thời điểm nào? Who, sự kiện đó gắn liền với ai, nhân vật, tổ chức, giai cấp, tầng lớp nào? Where, sự kiện đó gắn với địa điểm, không gian nào? Why, tại sao sự kiện đó lại diễn ra? Hay tại sao sự kiện đó lại thắng lợi hay thất bại? How, sự kiện đó diễn ra như thế nào? Để tìm hiểu một sự kiện lịch sử, chúng ta cần đặt nó trong bối cảnh lịch sử, gắn với thời gian, địa điểm, con người cụ thể. Vì vậy, bằng cách đặt và trả lời 6 câu hỏi trên sẽ giúp các em có thể ghi nhớ và lý giải các sự kiện lịch sử dễ dàng hơn. Để các em hiểu hơn, chúng ta sẽ cùng áp dụng 6 câu hỏi cơ bản 5W1H để tìm hiểu một sự kiện lịch sử tiêu biểu, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40. Với sự kiện lịch sử này, chúng ta sẽ lần lượt đặt các câu hỏi và trả lời cho những câu hỏi đó. Chúng ta sẽ cùng đặt câu hỏi đầu tiên với What. Chúng ta sẽ có câu hỏi là sự kiện lịch sử nào đã diễn ra năm 40? Câu trả lời sẽ là gì? Đúng rồi, năm 40, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ. Tiếp theo, khi đặt câu hỏi với When, chúng ta sẽ có câu hỏi là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ khi nào? Đáp án của cô, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào mùa xuân năm 40. Tuy nhiên, thông tin này đã được nhắc đến trong câu trước. Do đó, cô sẽ bổ sung thông tin. Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong thời kỳ Bắc thuộc. Vậy, ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? Điều đặc biệt chúng ta thấy là mở đầu một trang sử hào hùng của dân tộc là sự xuất hiện của hai vị nữ tướng. Đó là hai chị em Trương Chắc và Trương Nhị, con gái của lạc tướng huyện Mê Linh. Vì thời kỳ này chưa có ảnh tư liệu, do đó chỉ có thể hình dung qua hình vẽ thôi các em ạ. Nhưng ai đã tham gia vào cuộc khởi nghĩa này? Cuộc khởi nghĩa đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Và không thể không nhắc tới những vị nữ tướng đã hợp quân với Hai Bà Trưng như bà Vĩnh Huy, bà Lê Chân, bà Thành Thiên cùng nhiều tướng lĩnh khác. Với Huê, các em có thể đặt câu hỏi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở đâu? Câu hỏi này không khó đúng không nào? Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn, Hà Nội. Nơi đây vẫn còn truyền tụng câu Hát Môn có đất dụng binh, sông sâu làm cứ, rừng xanh làm nhà. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một câu hỏi khó hơn. Tại sao Hai Bà Trưng lại tiến hành khởi nghĩa?
Tại sao sẽ luôn là câu hỏi khó để lý giải nguồn gốc của vấn đề. Cô tin chắc rằng các bạn có thể trả lời câu hỏi này. Hai vị nữ tướng có chí lớn đã tiến hành khởi nghĩa nhằm chống lại chính sách cai trị tàn bạo của nhà Hán, đồng thời trả thù cho chồng bà Trinh Trắc là Thi Sách đã bị thái thú Tô Định giết hại. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kẻo oan ức lòng chồng, bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này. Câu hỏi cuối cùng, Hauf, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra như thế nào? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tướng lĩnh yêu nước. Hai Bà Trưng nhanh chóng chiếm được Mê Linh, Cổ Loa, Luy Lâu, khởi nghĩa giành được thắng lợi. Trưng Trắc được suy tôn làm vua, đóng đô tại Mê Linh. Và một câu hỏi cuối cùng cô sẽ dành cho các bạn suy nghĩ trả lời. Vì sao nhân dân ủng hộ Hai Bà Trưng cùng khởi nghĩa? Vừa rồi, cô đã cùng các em vận dụng 6 câu hỏi 5W1H để tìm hiểu về một sự kiện lịch sử cụ thể. Khi học các sự kiện lịch sử, các em có thể vận dụng theo cách này. Và sau đây là bài tập thực hành. Vận dụng 6 câu hỏi 5W1H, các em hãy hoàn thành sơ đồ tổng kết về sự ra đời của nước Champa bằng cách viết một câu hỏi và câu trả lời phù hợp vào chỗ trống theo mẫu sau. Bài làm của các em sẽ gửi về cho giáo viên bộ môn tại địa chỉ trang e-learning của nhà trường pascalschool.kohota.com. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em học tập tốt và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học sau.